vị trí lô đất hôm nay em quay và gửi tới cho quý anh chị mình thì trực thuộc tại xã Đắk Rung thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Từ đây, từ vị trí này, quý anh chị mình di chuyển ra trung tâm, trường chợ, mọi tiện ích là đúng 1 km quý anh chị nhé. Và mình di chuyển ra đường nhựa, trục đường tỉnh lộ 686 là mất 300m thôi quý anh chị này. Đường xá di chuyển vô cùng thuận tiện luôn, xe ô tô lớn, ô tô bé vào đến đất của mình rất là dễ dàng. Mình có 60m mặt tiền đường đất cấp phối này. Đấy, kéo dài từ đây quý anh chị nhé, từ vị trí này mà đi sang phía bên này là mình có 60m mặt tiền đường đất cấp phối và đang có dự án đổ bê tông hóa này và có sẵn 400m đất thổ cư quý anh chị nhé, 400m đất ở. Tổng diện tích mảnh vườn em quay cho quý anh chị mình tham khảo hôm nay có diện tích là 1 hecta, 10.000m2 nha cô chú quý anh chị. Bám view hồ tự nhiên rất là đẹp luôn và nằm ngay khu trung tâm hành chính của xã Đắk Rung thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó, với tổng diện tích 1 ha này thì bác gia chủ đã trồng được 1.000 cây cà phê và có khoảng 60 cây sầu riêng, sầu riêng năm 2, năm 3 và có khoảng 200 trụ hồ tiêu sót lại quý anh chị nhé. Nằm ngay khu dân cư cực kỳ đông đúc luôn quý anh chị này. Đó, trục đường thẳng băng luôn. Từ vị trí này di chuyển ra đường tỉnh lộ là mất 300m và di chuyển lên trung tâm trường chợ mọi tiện ích của xã Đắk Rung là đúng 1 km quý anh chị nhé. 60m mặt tiền đường cấp phối, nằm ngay khu dân cư và có sẵn 400m đất ở này. Và bây giờ em sẽ di chuyển xuống quay vườn, quay cây trồng cũng như là thân đất, view hồ cho quý anh chị mình cùng xem. Đây, hiện tại em đang di chuyển và quay ở khu vực giữa vườn cây cho quý anh chị mình xem. Trên cái tổng diện tích này là bác gia chủ đã trồng được 1.000 cây cà phê như thế này quý anh chị này. Và mình có khoảng 60 gốc sầu riêng. Nói chung hồ tiêu thì còn sót lại khoảng 100 mấy 200 trụ thôi quý anh chị. Nói chung hồ tiêu thì không tính đến nhá. Còn cà phê là có 1.000 cây này. Là trên 1 hecta này bác gia chủ trồng đông đặc hết cà phê rồi. Trái năm nay cũng được quý anh chị, cũng khá là nhiều trái này. Và giá bán cho tổng diện tích nguyên lô 1 hecta này bác gia chủ đang chào bán với mức giá là 2 tỷ đồng quý anh chị này. Mình có 60m mặt tiền đường ngay khu dân cư và đã có sẵn 400m thổ cư. Đấy, mình bám view hồ tự nhiên phía bên dưới rất là đẹp luôn quý anh chị này. Và hình ảnh live cam ở trên cam sẽ quay chi tiết cái khu vực hồ cho quý anh chị xem. Đó, nằm ngay khu trung tâm dân cư luôn này. Đấy, dân cư ở xung quanh cái mảnh vườn của mình là cực kỳ đông đúc rồi. Vị trí của mảnh vườn thì trực thuộc tại xã Đắk Rung thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Với tổng diện tích là 1 hecta và giá bác chủ đang chào bán thời điểm hiện tại là 2 tỷ cho tổng diện tích nguyên lô hết đất quý anh chị nhé. Trên đất của mình là bác gia chủ đã trồng được 1.000 cây cà phê kinh doanh quý anh chị và 60 gốc sầu riêng lớn bé này. Mình có khoảng 200 trụ hồ tiêu sót lại. Đó, một mảnh vườn mà với cái vị trí này là khuất gió hoàn toàn luôn quý anh chị nhé. Đó, một mảnh vườn khuất gió này. Trục đường của mình bám được là 60m và mình di chuyển ra đường tỉnh lộ 686 là mất đúng 300m thôi quý anh chị này. Đường xá di chuyển là vô cùng thuận tiện luôn. Đó, một trục đường được ôm 60m này và dân cư ở rất là đông. Và mình đã có sẵn 400m thổ cư trên cái tổng diện tích đất của mình luôn rồi. Đó, để quan tâm đến mảnh vườn này và biết thêm chi tiết vị trí cụ thể thì quý anh chị cứ trực tiếp alo cho em qua số điện thoại 0345137793 quý anh chị nhé. Em sẽ dẫn quý anh chị đi thực tế xem cái mảnh vườn này. Nói chung quý anh chị mình đang tìm kiếm một mảnh vườn vừa có một cái view hồ thoáng mát để nghỉ dưỡng hoặc là để làm kinh tế thì mảnh vườn này em thấy cũng khá phù hợp này. Nó thuận tiện, gần trung tâm, gần các tiện ích để làm nhà ở cố định tại chỗ thì cũng rất là phù hợp nha cô chú quý anh chị. Đấy, mình vừa có mặt tiền đường là 60m này, lại có sẵn 400m thổ cư rồi. Rất là phù hợp để cho mình mua để làm cố định ở tại chỗ luôn quý anh chị. Sầu riêng thì 60 cây, có lớn có bé này. Nói chung là trồng từ 2 năm tuổi trở lên hết rồi. Đây, những cái số cà phê bị bệnh xấu thì bác gia chủ vừa rồi cũng đã dắm hết rồi quý anh chị nhé. Đó, thân đất của mình này, dân cư ở xung quanh này, cực kỳ là đông luôn rồi. Đó, hình ảnh livecam thì em sẽ bay cao lên để cho quý anh chị mình có cái tầm nhìn nó vươn xa đến các cái khu trung tâm hành chính. Nó chỉ cách loanh quanh cái mảnh vườn của mình tầm khoảng 1 km thôi quý anh chị này. Đó, thân đất rất là đẹp luôn. Bằng lài quý anh chị nhé. Bằng lài và khuất gió tuyệt đối luôn. Một mảnh vườn vừa để kinh tế, để làm vườn, vừa có thể ở được cố định tại chỗ này. 1 hecta và giá chủ nhà đang đưa ra là 2 tỷ cho quý anh chị mình. Tất nhiên rồi, giá này vẫn còn bất lộc, may mắn cho quý anh chị mình làm ăn nữa nhé. Đó, dân cư rất là đông luôn quý anh chị này. Đấy, phân bố rất là đều luôn rồi. Và chỉ cách đường tỉnh lộ 686 là đúng 300m thôi. Và đây là hình ảnh live cam trên cao em quay cho quý anh chị mình cùng xem quý anh chị này. Đó, mảnh vườn của mình thì có bám một cái view hồ tự nhiên rất là đẹp. Nằm ngay khu dân cư luôn.
hồ của mình thì phía bên dưới rơi vào tầm khoảng 50 mét bám mặt tiền view quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Thì cô chú quý anh chị quan tâm thì cứ alo thực tế trực tiếp cho em qua số điện thoại 0345 137793 quý anh chị nhé. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những video tiếp theo.